thì dính một dễ luôn, tép luôn. Hello, chào ai. Thì hôm nay Hai Đông Lốc cũng có mua được mới lòng bò. Cái này là tổ ong bò các bạn. Mua đặc biệt có tổ ong bò. Để giờ mình sẽ nấu giấm các bạn. Mình sẽ nhúng giấm. Rồi. Ở đây, nói chung là rất là cái này nó rất là mềm và ngon các bạn, nó không có bị dai. Này là cái tổ ong. Cái tổ ong của bò. Đó. Quá là ngon. Ý dạ. Cái mùi giấm nó hắt lên cái mùi rượu. Đây là cái chuối nha các bạn. Chuối mình nói chung là mình nãy giờ mình cũng lưu thủ mình chuẩn bị sẵn hết mới rồi. Giờ mình còn niêm, giờ mình bắt lên mình nấu mình ăn à. Này là cái khế, cái chua. Cái này là chua thịt chua các bạn. Này là dưa leo. Còn đây là vài lá rau để kèm theo. Đó là lá sầu đâu với lá lăng với mấy đột mặn. Còn này là cái sả với gừng. Để cho lá nữa mình bỏ vô trong cái nồi nước giấm này. Đó. Và bên đây thì cái chén nước chấm mình cũng đã làm đâm sẵn luôn rồi nè. Tỏi với ớt với gừng với sả. Đó. Đây là cái chén cái chai mắm nêm. Hôm nay mình sẽ chấm mắm nêm. Rồi giờ cái này là mình nấu khoảng chừng nửa trái dừa các bạn. Khoảng chừng nửa trái dừa thôi. Rồi thì giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình xắt cái thịt đó. Thì cái nước giấm này á thì mình sẽ bỏ nước giấm vô. Đó. Nói chung là cái giấm này nó cũng hơi chua các bạn. Rồi mình sẽ nêm một ít muối. Đó, một xíu muối. Một ít bột ngọt. Bột ngọt. Đây là đường. Nói chung là cái này đường hơi khá tí xíu. Cũng khá chứ cũng vừa thôi các bạn. Rồi, cái tiếp mình sẽ đổ với sả với gừng vô. Đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ chế cái nước dừa vô. Bây giờ nước dừa này mình chế khoảng một nửa mình sẽ chừa lại và một lát nữa mình nếm, nếu mà nó chua thì mình sẽ nếm thêm các bạn. Rồi mình sẽ cắt vô đây là hai trái bún, mình cắt 37-21 cho nó ăn cho nó đã các bạn. Cái này là mình tự làm các bạn, tự làm ở nhà để mình ăn, tự mình nghiên cứu, mình thêm đồ, thêm đạp này kia nọ, hay là nhiều khi thiếu đồ nữa để mình ăn sao cho nó vừa miệng mình. Mình cho nó thêm một mớ tiêu sọ đâm nữa. Đó. Hai cái này, ớt này với tiêu sọ mà nó cộng lại là hai cái nó cay le lưỡi luôn. Rồi cái này mình một lát nữa mình sẽ đem vô cái bếp ga lớn á, mình sẽ bắt và mình nấu và mình nêm luôn. Đó, nêm lại. Rồi giờ tới cái phần là mình sẽ xắt cái tổ ong này, tổ ong bò. Thường cái tổ ong này nó rất là mềm, rất là ngon các bạn. Sắt thì mình sắt cho nó lớn lớn chút, sắt miếng như thế này cho to to tí xíu ăn cho nó ngon nha các bạn. Rồi mình sắt xong rồi mình bắt giờ mình đem ra ngoài kia mình ăn review cho bạn xem nè. Nãy giờ mình cũng đã làm xong rồi này. Đó, đây là cái nồi nước giấm này, giấm với nước dừa.
hai cái mình trộn lại. Nếm thì nó có cái gì ngọt ngọt. Đây, mọi người tới cái đây là chén nước chấm rồi các bạn. Đây là chấm mắm nêm. Cái này thì đúng ra nó có thốn, người ta sắc vô, nhưng mà lúc mình đi sáng mình đi mua quên uống tiêu đi. Quá ngon. Ấy chà. Mình quên ăn tắt vô. Giờ mình sẽ nặng tắt vô. Trong thời gian chờ đợi nặng tắt mình sẽ bỏ cái lạp này vô trước đi. Đó, cái này là cái tổ ong bò các bạn, cực kỳ ngon luôn. Đó, bỏ vô. Cái này thì nó rất là nhanh chín. Nặng vô đây cho nó hai ba trái tắt vậy đi, cho nó chua cho nó ngon. Cái mâm rau thì cái mâm này, rau thì rất là ngon các bạn. Chuối, khế, dưa. Chua chua vô ngon quá. Là hôm nay mình sẽ ăn cái lòng bò này nhiều hơn. Thì cái lòng bò này mình mua rất là nhiều luôn, ký mấy nha bạn. Tổ ong, ong bò, chung là người ta bán mình chạy ngang mình vô mình thấy, vô tình vô mình thấy mình mới quanh lại mình mua. Cái này thì nói chung bán riêng như thế này thì người ta ít bán lắm, người ta bán thì người ta bán lộn xộn á. Thì mình sẽ bỏ miếng khế vô nè. Khế này thì rất là chua. Sáng mình đi là đằng kia mình xin ta đặng các bạn. Dưa leo. Rồi, cái lòng này nó đã chín rồi. Đây. Mình sẽ ăn cái miếng to trước cho nó ngon. Đây. Dạ dạ. Chấm cho nó dính ớt rồi vô. Quá ngon luôn, mời các bạn luôn nha. Quá đã. Chung là cái khế này là nó chua, nó mới ngon nè. Hết sảy luôn. Mình sắc miếng nào miếng nấy cho bự như thế này nè. Cái tổ ong này nó rất mềm các bạn. Kèm theo hai miếng khế. Chú chá. Đây. Rồi cả nhà ăn với mình luôn. Đây, lòng bò. Nói chung là mua về làm thử ăn cực kỳ ngon các bạn. Đây, cái lá mận non. Cực kỳ chát. Lá mận này mà ăn với cá wasabi được. Tém lần hai miếng luôn. Thì ăn lần hai miếng như thế này. Ồ, quá ngon.
nóng. Quá đã. Trời nắng. Trời nắng nhưng mà lại có gió các bạn. Ồ, bữa nay no nê với món lòng bò nữa nè. Ồ, dính xả rồi nữa nè. Đây, cực kỳ ngon nha bạn. Này lá sao đâu. Cực kỳ đắng. Mình ăn lần hai miếng cho nó đã. Cái nấm mắm nêm này nè, nó hơi mặn. Nè, các bạn nấu nước sâu ạ. Pha nhiều nhiều tí xíu. Nhiều nước tí xíu cho anh em đường. Nhiều nhiều tí xíu thì mình chấm trụng luôn, rất là ngon. Ăn hết cái này nó thiệt luôn. Nó thiệt luôn đó nha. Tụng vô. Rồi, tụng vô kiếm ớt. Ây da da, trụng vô.
quá mềm. Rồi, đã hết rồi ạ. Bên dưới đây nữa là xong các bạn. Nhưng mà quá no à. Ôi một miếng nữa, quá dân quá sao rồi. Ừ. Đúng rồi. Cực kỳ ngon. Cực kỳ no luôn. Rồi. Hôm nay mình 215 cũng có mua được mới tô ăn bò nè. Về những giấm ăn với chú chát, dưa leo với rau sống. Đặc biệt là khế chua. Ăn không rất là chua. Rồi thì các bạn xem nhớ đăng ký kênh 215 của mình nha, để mình có động lực làm nhiều những clip nữa cho các bạn xem. Chúc bạn xem vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.